Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Ngay cạnh mình đây là những cây organ Kodman K150. Chiếc keyboard đứng một vị trí quan trọng trong sự lựa chọn của nhà trường dành cho học sinh. Vậy thì tại sao K150 lại nhận được sự tin tưởng và đón nhận của thầy cô? Anh em hãy cùng khám phá qua video chuẩn bị hàng để giao đến đại lý của Minh Phụng Music nhé. Đội ngũ nhân viên lần lượt thay nhau đem đàn ra từng đợt 3 cây rồi 2 cây nối tiếp nhau đến khi đã đủ đàn chuẩn bị quấn K150 thôi. Vì trước đây anh em chưa được review chi tiết toàn bộ quy trình đóng gói nên mình sẽ mô tả đầy đủ nhất toàn bộ các bước đến các bạn nhé. Keyboard sau khi được cố định sẽ quấn ni lông phủ tất cả các mặt. Các mặt thùng sẽ được bọc thành nhiều vòng giúp đàn tránh được chảy xước trong khi vận chuyển, đồng thời sẽ không bị ẩm ướt do trời mưa. Các kiện đàn đều được quấn liên tiếp đến khi đủ số cây theo yêu cầu của chuyến đi. Nào để các bạn hiểu rõ hơn về organ Kodman K150 trong khi nhân viên đang quấn đàn, hãy tìm hiểu với mình nhé. Đàn trang bị bàn phím cảm ứng lực đánh, màn hình LCD và nhiều chức năng phục vụ việc học nhạc của bạn như là metronome, đếm nhịp double voice, trộn tiếng, transpose, tăng giảm tông. Thư viện âm nhạc thì quá đa dạng với 300 voice, 300 âm sắc, 40 bản nhạc demo. Đồng thời kết nối USB để người chơi luyện tập dễ dàng. Đàn có hai màu trắng và đen, đa dạng sự lựa chọn cho các bạn. Bên cạnh đó thì quà tặng hấp dẫn tại Minh Phụng Music khi bạn mua K150 sẽ là chân đàn và bao đàn cao cấp. Còn chế độ bảo hành thì sao nhỉ? Sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Buổi đóng gói đã hoàn tất. Anh em hãy ngắm nhìn lại toàn bộ cây organ K150 được đi hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.